Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với Karate Channel. Và hôm nay, như các bạn đang trông thấy thì em Mitty này đang được bán với giá là 372.000 nha mọi người. Chữ VIP luôn. Wow, hàng nóng hổi vừa thổi vừa sôi. Và ở đây thì chúng ta đang có một cái sự kiện mới luôn, gọi là sự kiện cũ đã hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi tới cái sự kiện đó chính là Run, di chuyển với tốc độ bàn thờ. Và anh em chúng ta sẽ sở hữu được những cái món quà đặc biệt gì đây? Đây, đầu tiên là các bạn nhớ chú ý vào đây để làm nhiệm vụ nha. Ở đây là thu hoạch thức ăn nè, cho rồng ăn, và đây là cho rồng nó yêu nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ra thu hoạch thức ăn. Đâu rồi tốc độ? Ui cha, thiếu tiền mua thức ăn các bạn ơi. Ở đây chắc có lẽ là mình sẽ giảm giá cái này lại, vì cái này mình mua nó khá là mắc mỏ luôn. Một thôi. Rồi còn mấy cái này thì 600 mấy, rất là nhanh. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau để mình xem thử nha. Mình sẽ thả cái con Ratun ra nha mọi người. Đây, cho nó về ngôi nhà nhỏ bé mới được. Mà sao thả hoài nó không ra, kỳ vậy man. Đúng là chơi bằng chuột đó, là có khi lít hoài vô chỗ nó không ăn. Do cái miếng này nó che nè các bạn, cái miếng này nó hiện vàng lên đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cho cái bé Ratun này nó ăn cho nó mập lên nha. Cho mấy bé này ăn nó mập lên, sau đó này chúng ta sẽ tách mảnh ra để cố gắng đưa cái con Ratun của mình lên sao nha. Con Ratun của mình thì sao nó hơi bị thấp luôn. Wow, bé này level 7 thôi là nó đã phát triển toàn diện cũng như là biến hình khổng lồ rồi đó. Wow, cái con heo này nó ăn no rồi, xong rồi nó ngáy ò khò luôn. Chắc có lẽ cho lên tới level tầm 20 là ok rồi, vì cho lên cao thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thức ăn nha các bạn. Đây, level 20 thôi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thu hoạch nè. Các bạn cứ mua thức ăn rẻ nhất luôn nha. Chúng ta làm nhiệm vụ mà. Xong nhiệm vụ rồi thì chúng ta sẽ trả lượm tiền. Ở đây là cho rồng yêu nhau vào 4 lượt. Để mình xem thử coi mấy cái bé rồng hai con này nó yêu nhau ra cái gì đây. Đó, các bạn thấy một trái tim không? Vậy là tuyệt vời ông mặt trời rồi đó. Rồi, Ratun. Ok, một con Ratun nữa đã được xuất hiện. Và bây giờ mình hiện tại đang có được 18 điểm. Mình sẽ chơi thử cái sự kiện này xem. Gọi là đây cũng là lần đầu tiên luôn các bạn. Sự kiện này mới ra và mình bắt đầu mình chơi luôn. Lạng quá. Đó, tốc độ di chuyển như rùa bò vậy, cho nên anh em mình di chuyển khá là ngọt ngào và nhẹ nhàng luôn ha. Mặt trời đã lên, giống như là buổi sớm anh em thức dậy và bắt đầu làm việc. Người còn nhỏ thì sẽ học tập ha, đi học, còn như hang tê là phải làm việc nè. Đó. Rồi bắt đầu tới trưa là bắt đầu thấy mệt mỏi rồi đó. Làm việc tới trưa là bắt đầu mệt, anh em mình cần phải có thời gian gọi là nghỉ ngơi ha. Cần phải có thời gian nghỉ ngơi gọi là đâu rồi. Úi cha, cái này nhức não vậy. Mới vô chơi thôi mà chết đó, là cái này gọi là không ổn nha. Cho nên hai ta quyết định trở lại với 5 viên game các bạn. Để như vậy gọi là mất tinh thần lắm. Cái đó thì nó cũng hơi khó, cái đó anh em nên bấm bay lên và sau đó các bạn mới lướt qua thì nó sẽ ok hơn. Còn mình cái này là mình lướt qua mà mình không có bay lên kịp á. 15.000 rồi, tốc độ đã bắt đầu tăng dần. Chắc có lẽ là các bạn cũng đang cảm nhận được cái tốc độ của cái game này nó đang tăng lên. 19 rồi các bạn à. Wow, căng rồi nha. Giữ gìn bình tĩnh. Anh em mình sẽ cố gắng gọi là đạt cái mức cao nhất luôn. Wow, oh my god, lít nhầm ra ngoài màn hình các bạn ơi. 28.000, đây cũng là một cái con số khá là đáng kể. Cũng khá là nhiều chứ hả. Lần đầu tiên chơi mà được như vậy là ngon rồi. Mình lít nhưng mà mình kéo hai lượt bay qua, lít ra ngay cái màn hình luôn. Rồi, chúng ta được 5 viên game và mất 5 viên game cộng lại coi như là quầy vốn. Ở đây thì mình vào mình thăm cái sự kiện này ha. Sao lít nó không ăn luôn á. Này em lại bật, mình để cái full to lên.
Thôi bây giờ chúng ta sẽ vào tới cái khu vực list. Và ở đây thì tập trước bé rồng đá của mình đã lên tới chữ B trừ rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ mang một cái em đẳng cấp là Legend Daisy ha, đi quậy cho các bạn xem cũng như là trình diễn về cái vẻ đẹp mỹ miều đi ha. Nói chung á là những em Legend của mình á là mình cũng làm rất là nhiều tập cho các bạn xem rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thành viên, đó chính là Đền Rồng. Wow, các bạn thấy cái ngôi đền được xây dựng lên rất là tuyệt vời ở mặt trời không? Với hai cái quả bánh xe lăn xung quanh, đây giống như là hai cái ngọn lửa của ngôi đền vậy. À, mình cho nó lên tầm level 27 xem ha. Ôi chà chà, 2, 4, 6, đếm không lầm là hình như là có 6 các bạn, 6 cái ngôi đền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mang cái bé đền rồng cùng với là bé rồng đá đi quậy cho vui nha. Ở đây thì chúng ta có hai thành viên. Mình đó là mình rất là kết cái con đền rồng này luôn. Không biết các bạn thấy sao chứ tuyệt chiêu của chú ấy là hai bánh xe này sẽ lao thẳng đến tạo một cái nguồn sát thương khổng lồ cho tên bạn luôn. Wow. Và chúng ta lãnh lại một cái nguồn sát thương thì coi như y như rằng là mình bị banh sát. Vì em này nó không có thuộc dạng gọi là mạnh mẽ. Con này là mình đang mang ra review cho vui thôi các bạn ạ. Đó, vui là chính nha. Và tuyệt chiêu đến từ bé rồng đá đây mới là 10 nè. Dứt điểm. À, bé rồng đá này mình cũng cố gắng đang luyện cho nó lên được chữ đó các bạn. Hiện tại chữ mới chữ B trừ thôi. Ra rồi là làm mưa làm gió không được, bị người ta quýnh chạy về miết. Ok. Wow. Bây giờ thì mình sẽ ghẹo nhẹ một cái nữa. Ôi chào, nên cho bé rồng đá ra ăn mạng cho vui ha. Wow, thành viên Bura các bạn, 84.000 máu. Lượng máu này khá là nhiều đây. Các bạn còn khoảng 20-25 đúng không? Tình huống này đây rồi. Bé rồng đá mình được đam thì chúng ta không phải quá âu lo về cái việc chiến thắng hay là thua đâu. Em bạn một ngôi sao thì các bạn cũng biết rồi đó, những con Heric một sao cũng rất là mạnh nha. Wow. Vậy là bé đền rồng của mình cũng đang được tăng gấp đôi sức mạnh. Và các bạn biết rồi đó, sức mạnh mà được tăng gấp đôi thì lượng đam cũng phải gọi là khá là đáng kể đúng không nào. Thử lượng sát thương đến từ đền rồng và gấp đôi nào. 15.000, chúng ta vẫn còn một chút xíu các bạn. 313 giọt, chỉ còn một chút xíu máu thôi nhưng mà tên bạn vẫn không chịu chết, rất là ngoan cường. Wow, con này thì hơi căng với mình đây. Rồi còn 21.000 để mình ép nó một cái nữa nha. Tình huống này để cho bé rồng đá đi. Đó, bé rồng đá này cố gắng cày cuốc cho chú ấy lên được tới cái chữ gọi là B. À, lên chữ A cộng chứ. Hiện tại mới chữ B trừ. Chặng đường này chắc còn khá là dài và xa xôi hẻo lánh luôn. Wow, bây giờ thì sao đây? Tới Luna. 20. Quá tuyệt vời. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đâu rồi, mình còn có thể ghẹo đây được một hiệp nữa các bạn à. Ây cha, em mới ra chưa kịp làm gì luôn á mấy anh. Em hứa là em chưa kịp làm gì luôn á, đè nó gõ mình gian dách luôn các bạn à. Kinh thiệt chứ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bé rồng đá nha. Tới luôn. Wow, đây là ông đệ bụng bự các bạn. Nhìn cái tướng bự chào bá luôn là các bạn biết rồi đó. Mà lượng sát thương cũng không hề nhẹ đâu. Ây cha cha, lỗi rồi, nên cho bé này ra trước man. Lỗi các bạn ơi, nếu như anh em mình cho cái bé này ra trước thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cái việc giải quyết.
Wow. Rồi, dứt điểm nhẹ nào. Victory. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sau khi quậy cho khu vực này rồi thì anh em chúng ta sẽ không đánh được nữa nha. Ở đây là 3 tiếng đồng hồ sau thì nó mới hồi lại. Rồi, để mình tính toán xem nào. Bây giờ anh em chúng ta có thể vào tới cái chỗ Arena ha. Đây rồi, khu vực Arena để quậy các bạn. Wow, gói sơ nào, 45, 40 và 40. Wow, đội hình khá là khủng luôn. À, nhưng mà đội hình mình cũng không phải dạng vừa. Đây rồi, không biết bé đầu đá này lên 45 nữa không nhỉ? Không nổi các bạn ơi, con rồng đá này không đủ rồi. Wow, nó gõ một hit thôi các bạn. Thôi ôi, không thể tin được. Mitty mới. Trời ơi, nó gõ một cái thôi gần hết cây máu mình luôn á. Kinh dễ sợ. Và lượng máu nó lên tới 94.000. Trời ơi, một hit của nó là 28k. Đúng khó luôn. Rồi, ok, còn 16. Mình nghĩ rằng bé rồng đá của mình sẽ đủ sức. Trời ơi, hai con của mình đều yếu máu hết trơn rồi. Vậy là các bạn nhìn trắng cây luôn rồi. What? Đây bạn còn một em nữa. Trời ơi, con này nó được đam với mình nữa mới đâu. Ây cha, ca này gọi là rất khó luôn chứ không phải là khó thường luôn á. Ngay cái con nó được đam với mình. Oh my god. Không thể tin được. Lần này anh em chúng ta xa lầy rồi. Wow. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ cho mình một subscribe nha. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Và đừng quên để lại một like ủng hộ cho mình với để cho hai tay có thêm động lực mà ra nhiều tập mới cho các bạn xem. Và video cũng khá là dài rồi và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.